xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay cũng review lại cho mọi người. Nhận thịt chữa lại cái căn này mọi người. Đây, đường hai tiếng nào mọi người. Giờ là tiến hành là làm ly bảo hộ chuẩn bị lát gạch xong. Mọi người xem nè. Đây căn giếng mọi người. Vô trong rồi mọi người, sửa chữa ốp trần lập phong lại mọi người, ốp trần lập phong lại, xuống mặt điện lại đó mọi người, ngọc trình luôn, phần mình sơn mọi người giảm giá. Mọi người xem nè, cần cũ được như thế này là hết mọi người. Lột ra hết, sửa chữa. Xây bếp lại. Là cái bếp mà xây mới xây ngang qua. Ngoài sâu thì đập tháo dỡ, sơn trét lại mọi người. Đang dậm rồi sơn lên bã bột khu để làm tầng bông. Nhưng mà đây thì để lấy gió nha mọi người, còn khu để trắng một sâu nữa. Wow, đây bệnh nhân sửa chữa lại toàn căn, làm để điện nước, hệ thống ống thoát nước, nhà vệ sinh. Nhà gác lưng đúc nha mọi người, thấp quá, bây giờ phải sửa chữa nâng tầng cao lên. Đây, mọi người cùng đi theo mình nha. Cầu thang mọi người. Không mọi người. Đây thợ lập phong của mình đó mọi người. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Thợ lập phong. Tháo lập phong cũ mọi người. Thay lập phong mới nè. Tháo xuống để dưới đất nè mọi người. Quá bề bộn không. Bây giờ mới đóng được tầng ngoài phòng khách trên lầu. Bây giờ vô trong phòng. Đóng xong ngày mai xuống tầng dưới. Sau 10 nhân tháng 10 rồi. Tâm trạng 3D à. Đang mất cốt lấy mực thấp vắt cho mọi người. Buổi chiều đây xuống dưới luôn hả con? Rồi nó mấy ngày mà chuyển cái này xuống dưới tầng dưới hết luôn anh. Mấy cái này đưa xuống tầng dưới á, để hết luôn. Mấy cây nó có đem xuống dưới để ra, ngồi sâu á, để mấy cây này đem ra ngồi sâu để làm. Thank you.
nên đây là những nhập phòng quá mọi người. Mình tiến hành đây xong mọi người. Nhà cũ thiết kế thấp quá mọi người. Mọi người sửa chữa nâng cao lên. Nóng quá. Mình tiến hành mấy anh em ở hồ đang ăn. Tháo hồ mọi người. Lót cái xăng. Nóng quá mà chung ở tầng luôn mọi người. Có cái đầm á. Phá lên lớp mỏng trước ha. Rồi mình tụng hồ máu mình phá lên trên như kiểu như vậy. Họ làm bia mọi người. Đi làm chặt rồi mọi người, bây giờ là tiến hành vô hồ. Tám già nè mọi người. Đây là bãi nha. Lấy giờ mình không thấy đi đâu. Bữa đi cho tám già trộn ngô bằng tay luôn mọi người. Bây giờ đây này mình xin kết thúc mọi người. Mọi người video lần sau.